Tại chỉ thị 06 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu đề xuất mở rộng diện miễn thị thực cho công dân một số nước đến Việt Nam phù hợp với tình hình mới và quan hệ hợp tác song phương. Hiện Việt Nam đang miễn thị thực cho công dân 25 quốc gia, trong đó có 13 nước được miễn thị thực đơn phương gồm Đức, Pháp, Italia, Tây Ban Nha, Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Iceland, Nga, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đan Mạch, Thụy Điển, Na Uy, Phần Lan, Belarus. Từ giữa tháng 8 năm 2023, Việt Nam cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước và nâng thời hạn tạm trú từ 30 ngày lên 90 ngày. Với số lần xuất nhập cảnh không giới hạn, công dân của các nước được đơn phương miễn thị thực vào Việt Nam được tăng thời gian tạm trú từ 15 đến 45 ngày. Việc mở rộng chính sách miễn thị thực sẽ tạo thuận lợi cho du khách, góp phần thu hút nhiều hơn khách du lịch quốc tế đến Việt Nam, tăng sức cạnh tranh của du lịch nước nhà với các thị trường khác trong khu vực và trên thế giới